bố mày sợ, bố mày ở bên Mỹ là không thấy phân biệt vùng miền, nhưng mà sao người dân Việt Nam lại phân biệt vùng miền. Và đây là bài nhạc chế căng nhất 2024, khen hộ của CCMK và cậu Phát. Thì bài nhạc này được ra 12 tiếng trước, nhưng mà nhạc nhạc chế căng nhất, team team này maximum nhạc chế. Úi trời ơi, khen hộ, cầm hàng, Hà Nội Vịn, Bem for Bem, Winflow, ổ ếch, phanh cúc, lạc cuốn, Tết Trung Thu, bật chế độ máy bay, bịp hai thằng, hai và oa. Quan nhân tóc bạc thằng em, tao thằng nó bướng, nó mày phải phang luôn. Kệ đến giao thông tao cứ phải phóng, tao không cần quan tâm. Bạn tao đăng lên trên TikTok bạc thằng này đang hâm, ừ bố mày đang hâm. Chúng nó bắt tao điên rồi, tao kệ chúng nó, tao lấy cái game tao ra ngoài hiên ngồi. Khi tao mặc ba la xa ghi cùng với cách đi ôi khi mặc gì cơ, bạn ba la xa ego á, mặc gì vậy, mặc cái gì vậy ông ơi. Đi cùng với cách đi ôi khi ta khoác Louis Vuitton. Đi ổi. Đi ổi. Tao bỏ hôi bằng channel. Ok mày khen hồ. Ngồi với cô em mà tao cứ tưởng ngồi với Central. Ngồi với mấy chị em mà tao cứ tưởng ngồi với em hồ. Cho anh thơm mà cái sorry anh quen mồm. Em bỏ anh trông men, chắc chắn rồi baby I'm man. Soi anh every night. Why? Nhiều đêm dài ra đồng sương mù nhưng vẫn lên đua kẹp đông hai. Soi anh every night. Why? Lại fan mở u à. Sao những nghệ sĩ, nhiều nghệ sĩ theo fan màu u đấy nhở. Nhiều đêm dài ra đông sương mù nhưng vẫn lên đồ kẹp đông hai. Đây là cả hội VIP của tao. Alo alo alo, đừng có dài mật khi mà bố ganh tại quán hát hoặc ngay bờ hồ. Cả hội VIP của tao đây. Alo alo alo, dân ca sĩ thấy toàn vỡ nợ, mấy thằng rapper vẫn luôn sợ vỡ. Ta có thể quen rồi quên, fuck that, ta có thể bem rồi bem. Không thích nghe mấy con phò kể chuyện nên tao đi hát để mà nghe phò khen. Mấy lời khen thì nó nghe ngọt lắm nhưng mà đời quá đắng tao không nghe. Wait, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Tao không muốn nghe những con phò kể chuyện nhưng cho nên tao đi hát để mấy con phò khen. Không thì mẹ, do mình ngu, do mình ngu, mình không hiểu đó chứ, nó phải có ý nghĩa ấy chẳng. Phò khen, mấy lời khen thì nó nghe ngọt lắm nhưng mà đời quá đắng tao không nghe được thêm. Dân bay thì nhận ra dân bay thì dù là em phọc trắng hay là em phọc đen. Từ ngày đến tối chỉ là mấy thôi mà nói là hơi tầm thường. Anh em ta tới tầm tới có vòng đôi nhưng mà dẫn ta đi nhầm đường. Anh em kêu đói mà theo sôi gói mấy đôi chân gà luộc. Anh em hay ngồi nhà kia đi lên phố quần áo thì vẫn là lượt. Không, bài Vinflow nó ở trong máu tôi rồi các bạn ạ. Tao không thể là tao không gật đầu được thật. Tao không phải là tao không gật đầu được, bài Vinflow nó ở trong máu tao rồi. Nó như là một cái sự khiến cho mình cố gắng trong cuộc sống hơn. Bài Vinflow đó là một bài phải nói là phải đã nghe phải gật đầu. Đôi khi ở trong phòng gym tôi hết sức thì tôi lại phải mở Vinflow lên tôi nghe nó rõ ràng. Cứ chỉ trỏ mà bọn Mỹ đen nó cứ nhìn mình thôi. Mẹ giờ giờ nghĩ lại tủ đấy nhở. Thật vô trong phòng gym đeo tai nghe vô đúng không? Nghe Vinflow mẹ mày đi tay cứ wo 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 phải hát theo, bọn Mỹ đen nó cứ nhìn mình. Bây giờ nghĩ lại tủ đấy à. What the fuck? Why did I do that? Đừng ném tao vào trong rừng, tao gọi chỗ đấy là ngủ nghỉ. Anh quang tao soi, okay. Về đi ngủ nghỉ. Ok. Real trông ngu hết như kiểu đám thủy thủ. Lúc càng cu là tao trông hơi ngu như vào một củ bỉ. Có thằng em làm quen em gần phố. Alo cho anh xin số. Nhớ mới lên gọi em đang bên bố. Để hello em lại ăn nhong xe ố. Anh cứ nhớ là anh không cố. Anh không cố được. Nhận ra anh nhong xe ố. Mình là quận Ba Đình. Ôi, đang làm việc. Đôi chân lang thang trên trường dương. Hôm qua bay là sương sương. Okay. Hôm nay thì bay là căn nhà. Theo Hà Lan tạm biệt với cõi xa. Right. Vợ con giờ cũng là đi mất. Xem TV tủ lạnh là đi tắt. Bắt thằng ba làm mà toàn thua là mình trong chiều hoàng hôn. Tát anh người ta. Tôi nghiêm cấm. Nè, cái thời coi phim heo quá rồi các bạn ạ. Thời nay coi phim heo bị khinh thường mãi lì, nói chung là đấy hiểu sao đàn ông con trai giờ coi phim heo. Ngày xưa tôi coi phim heo xong tôi hối hận vãi lìn, mẹ hèn. Thật sự là tôi thấy cái việc coi phim heo hèn vãi lìn. Ngày xưa tôi hèn vãi lìn luôn. Đấy hiểu sao coi phim heo các bạn ạ.
nhục vãi đái. Giờ lớn lên mới thấy mình nghĩ là cái hành động đấy nó hèn vãi đi. Anh đời ta muốn thắng thủ thắng một đầu nhà, cắm nhà thì bán là người ta. Ta từng tin ở Pháp, cao luôn cả Italia. Hy vọng trong tầm tay, cho vui cao tầm tay. Bán nhà. Đi lượn tích cực như mỗi lúc anh đổ xăng, nó gọi là lửa bình 10.000. Nó đầu hận hay John Cena phải bàn luận khi thấy anh đang tàng hình. Anh tới đây là để lập trình, tàn gái trên nhạc sập sinh, trên nhạc hào ở trong nhà mình làm fan si ang thu trà giật quỳ. Đổi. Ai làm beat đấy nhở? Beat là bay bởi Gaz. Không biết sẽ thế nào nếu ride được sống một ngày của tao. Tay phải không cầm mic, chân đá lửa rồi tay này cầm đao. Còn tao vào nhà bé cảm nhận cảm giác bị bố đẩy cửa vào. Cầm đao là cầm quả bí đao. Hay quả bí đao to thế. Để làm một nửa thành phố này thì sao? Và oai xong tao pha. À, hóa ra là cái bài hai và oai nó có nghĩa là như thế. Hóa ra là cái bài hai. Từ từ. Thì theo cái nguồn tin là có phải là cậu Fed với BTK thì đáng lẽ là Huệ với Rocky CDE đúng không? But why? Nhưng mà tại sao lại thế nhở? Tại sao lại có cái bản remix ở đây không? Không bao giờ thật sự ấy. Thì bây giờ giờ nhạc của Rocky CDE mà nó gắt, nó ngày xưa hay đúng không? Ngày xưa tôi thấy hay. Nhưng mà Rocky CDE mà nó có thấy hay đi chăng nữa ấy. Thì bây giờ tôi nhìn nó hay là tôi nghe nhạc của nó tôi cũng thấy buồn cười các bạn ạ. Bây giờ thật sự là nếu mà tôi ra Hà Nội mà nó có gặp tôi nó chém tôi thì chém luôn đi bây giờ. Tôi không thể tôi nói dối được, tôi bây giờ tôi chỉ muốn sống vì sự thật thôi. Thật sự là bây giờ tôi nhìn mặt nó tôi cười. Kiểu giờ nghe nhạc nó đáng lẽ nó phải gắt cái energy nó phải khác mà giờ mình nghe mình kiểu cười kiểu the fuck. Oh my god. Oh shit again. Thôi, từ từ. Bro. Ai bố đi con mẹ mày. Bố đi. Bro. Bro. Có những thứ ở trên internet các bạn không thể nào xóa được các bạn ạ, thật. Có những thứ ở trên internet các bạn không thể nào xóa được. Giống như là những cái video reaction và những cái cảm xúc và những cái reaction của tôi như thế này nó ở trên internet tôi không nghĩ là xóa được các bạn ạ. Cho nên ấy là tôi mà có reaction ai mà hận thù tôi ấy, ai mà ghét những cái reaction của tôi ấy lên con mẹ mà nhạc đấy mà nói. Hiểu không? Nói vậy thôi, nhưng mà
Nhân cha và con và thánh thần, amen. Thưa Chúa, và tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay với tôi. Tôi mặc dù không phải ai cũng theo đạo, nhưng mà tôi cầu nguyện đến Chúa ban ơn lành và hạnh phúc đến cho tất cả các bạn và gia đình của các bạn luôn luôn được ấm no và đầy đủ. Thì tôi phải đi ngủ sớm, mai tôi đi lễ các bạn ạ, cho nên là hẹn các bạn vào livestream lần sau. À, ngày mai thứ bảy à? Không, thứ bảy tôi nghĩ là tôi sẽ không livestream được. Nhưng mà chủ nhật chắc chắn tôi sẽ livestream. Và thứ hai nếu mà ai có thời gian rảnh thì lên livestream coi chung với tôi, bởi vì chủ nhật này tôi sẽ kết thúc cái vote. Đây là những con beat nào mà hay nhất, thì ông đấy là chủ nhật này là sẽ là En, thì tôi sẽ chọn 4 con beat hay nhất và tôi sẽ liên lạc với lại các producer đã được chọn, thì tôi sẽ hẹn họ vào trong Discord của tôi để battle ngay hôm đấy luôn. Xong rồi tất cả mọi người, những ai coi live của tôi chẳng hạn đi, và những người ở trong Discord, những người ở trong trên Facebook, thì họ đều có thể vote cho producer nào mà có bài nhạc cuối cùng hay nhất. Mình sẽ quay vòng để cho các producer quay vòng để cho họ chọn cái chai beat của họ làm. Họ buộc phải làm, đúng không? Để bởi nó mới gọi là trò chơi, nó mới gọi là thử thách, nó mới gọi là battle. You know what I'm saying? Thì đấy, thì nếu mà các bạn có thời gian rảnh thì lên coi chung với anh em, gọi là nó có tí gọi là hừng, you know what I'm saying. Thì ông đấy lại mở đèn. Thằng tí thì ở Việt Nam rồi, giờ chỉ có mình tôi quậy thôi, cho nên là vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Cho nên là see you guys next time. I love y'all.